Xin chào mừng tất cả cô chú anh chị lại quay trở lại với kênh YouTube Thái Học Toyota. Và trước màn hình cô chú anh chị đây là mẫu xe Vios. Vios là một mẫu xe rất là thành công ở thị trường Việt Nam. Theo Toyota Việt Nam thì là Vios là một trong những chiếc xe mà được bán nhiều nhất. Thứ nhất là về giá thành, thứ hai là về độ bền. Với lại dòng xe Vios này là xe phân khúc B được bán nhiều nhất trong suốt 10 năm nay nha quý vị. Và mẫu xe mà Học muốn review cho quý vị đây là mẫu xe G được sản xuất vào năm 2020 nè. Đi được 11.500 cây. Đặc biệt xe này màu đen cộng thêm biển số thành phố Hồ Chí Minh đó quý vị. Chiếc xe này ha là quý vị nào ở thành phố Hồ Chí Minh chúng ta sẽ tiết kiệm được 20 triệu đồng để giữ lại biển số này, chúng ta sẽ chuyển qua tên mình, tiết kiệm được 20 triệu đồng mà chúng ta không cần phải đóng thêm phí cho công an ha. Đặc biệt xe này 2020 đã trang bị cho mình thêm một cái cảm biến gốc đây quý vị. Thì vẫn như thường lệ, Thái Ngọc xin phép mời cô chú anh chị cùng Học đánh giá qua chi tiết của chiếc xe đã qua sử dụng này. Ở năm 2020 mà đi 11.500 cây thì nó còn đẹp được như thế nào nha quý vị. Ở đây là phần cụm đèn pha phía trước bên phải đây quý vị. Đó. Xe này thì Học chắc cũng không có phải nói nhiều quá, vì xe này nó sẽ là 99% quý vị ạ, theo như Học đánh giá ha. 2021 đây, những cái này là những cái bụi nha quý vị, cái bụi ha. À, ga lăng nè. Xe này thì hoàn toàn giống như là một chiếc xe mới quý vị ạ. Mặc dù chưa có Marukori nhưng độ bóng của xe nó giống như xe mới vậy đó quý vị. 2020 mà đi 11.000, mặc dù chưa có đánh bóng nhưng quý vị nhìn thấy không, khi mà Học lia ở góc máy ở nhiều chỗ thì quý vị nhìn thấy ở chiếc xe rất là đẹp, còn như là xe mới quý vị ạ. Đó, những cái phần này á là những cái chi tiết ngoại thất đắt tiền nhất của xe quý vị. Đó. Cảm biến gốc, đèn sương mù. Đối với một những chiếc xe mà lướt thì cỡ như xe này thì phải gọi là tuyệt vời rồi quý vị ạ. Xe 2020 bên Học vẫn có còn bảo hành cho cô chú anh chị 3 năm, tức nghĩa là 2 tới 2023 toàn quốc nha quý vị. Chiếc xe này còn được bảo hành toàn quốc ở tất cả các đại lý Toyota, phải có trách nhiệm bảo hành cho quý vị. Xe này thì cái niêm vỏ là tuần thứ tư năm 2020 nè. Xe thì bốn vỏ còn nguyên zin, mới chạy 11.000 cây. Nên là chiếc xe này Học xin phép quay sơ bộ về ngoại thất rồi nội thất thôi, còn keo chỉ thì xua quý vị. Xe bên Học là có giấy chứng nhận của Toyota, là cam kết không đâm đụng, không ngập nước, không tua km. Keo chỉ đây. Vì thấy cái độ bóng của trong cái thân cửa hay là cũng còn rất là bóng luôn quý vị, không khác như một chiếc xe mới. Ở tấp bi cửa đây, tấp bi cửa cái này là da quý vị, phiên bản G thì những cái này nó bằng da. Chưa Maruguri nhớ vậy, mặc dù xe đi ít nhưng mà bên Học bắt buộc phải làm Maruguri. 2020 á thì Vios đã lên cho mình nè những cái này rất là hay nè, cruise control nè, cảm biến gốc nè, màn hình nè. Đối với phiên bản G thì Vios G đây quý vị, Vios G sẽ có khởi động startup, khởi động máy và tắt máy bằng nút bấm ha. Hệ thống lạnh là tự động. Hộp số thì chắc chắn sẽ là hộp số CVT tự động rồi. Vô lăng cũng là bọc da. Ghế này là ghế da đục lỗ xin theo xe. Xe này thì hoàn toàn giống như một chiếc xe mới rồi quý vị ơi. Học thực sự thì mấy cái clip mà Học quay chiếc xe mới vậy á thì Học quay lướt lướt thôi để cho cô chú anh chị coi về cái chất xe ở ngoài thôi. Học quay những chiếc xe mà ví dụ tầm khoảng 2018, 2016 dưới á thì Học quay rất là kỹ. Xe này chưa có lót lót sàn nè nên cái ghế nó cũng còn cái dấu son zin. Cái con ốc nó chưa có xoay ra nè quý vị, nghĩa là chưa lót sàn ha, nhưng mà cái sàn còn rất là mới. Đây, cái mình trong của xe mà nó còn bóng như thế này ha, 2020.
tuyệt vời, không thể nào mà mới hơn được nữa quý vị ạ. Cái thằng chồng mà nó cũng còn bóng á. Thường thường cái tăng công này là nó sầm sầm sập, nó nhanh nhất, tại vì ở trong xe cái nhiệt độ nó khác ở bên ngoài quý vị. Bóng lớn 2020 đó, với phiên bản G thì có cái đĩa sau nè, đĩa sau đó, cái mâm này như mâm mới quý vị ạ. Đây thì quý vị nhìn kỹ, nó có một cái vài cái vết xước nhỏ ở đây này đây. Nhưng mà cái này đây đánh bát ra quý vị, này chứ nó chạy nó quẹt ở đâu đây đó. Không phải là chạy quý vị, nó dính. Xe thì có phim cách nhiệt đó, ốp đèn trước ốp đèn sau, xe biển số thành phố Hồ Chí Minh nha vậy. Có thêm cái đuôi cá bé xinh. Những cái phần mà ở dưới đây là dễ qua quẹt nhất đây quý vị. Xe này chắc Học nghĩ là không phải ru, không cần phải phủ gầm đâu quý vị ạ. Xe này như xe mới rồi, phủ gầm nó xấu hơn. Rất đẹp. Xe này quay cho quý vị xem về ngoại thất nội thất, chứ Học cũng không biết nói gì thêm. Xe này cô chú anh chị có thể vay lên được 6 năm, từ 5 tới 6 năm 2020 á. Nhưng mà vẫn là 65% vì nó đã là xe đã qua sử dụng rồi quý vị. Dạ vâng, Học xin nhắc lại sản phẩm này quý vị, 2020 đi 11.500 cây, xe còn bảo hành toàn quốc đến năm 2023. Thì đối với tất cả các sản phẩm ở Toyota Hiroshima Tân Cảng, bán cho cô chú anh chị là xe cam kết không đâm đụng, không ngập nước, không tua km, xe phải còn nguyên zin, động cơ và hộp số. Thì cô chú anh chị nào cảm thấy sản phẩm này phù hợp, phải gọi cho Học liền, có thể đặt cọc online qua mạng, xem xe, đánh giá chi tiết của Học, rồi có thể đặt cọc cho Học 10 triệu, rồi cô chú anh chị lên xem xe, rồi chúng ta tiến hành bàn giao xe nhé. Vâng, một lần nữa Học xin kết thúc video tại đây. Xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian quan tâm và theo dõi. Xin cảm ơn, xin chào và xin hẹn gặp lại.